Bạn có biết có 4 cách phối đồ theo tỷ lệ kinh điển giúp bạn đánh lừa thị giác của người nhìn? Cách số 1, trên ngắn, dưới dài. Với cách này sẽ phù hợp với những bạn có đôi chân từ ngắn đến vừa, bởi vì như vậy sẽ giúp bạn kéo dài đôi chân của mình ra. Với cá nhân Sophie là người có đôi chân dài, nhưng Sophie rất là chuộng cách phối đồ như thế này, bởi vì như vậy chúng ta sẽ rất là dễ dàng tạo ấn tượng mạnh mẽ cho mắt người nhìn. Cách số 2 đó là trên dài, dưới ngắn. Với cách này sẽ phù hợp với những bạn có đôi chân từ vừa đến dài, và khi các bạn phối như vậy nó sẽ tạo nên một cái vẻ năng động và trẻ trung. Cách số 3 đó là trên rộng, dưới ôm. Với những bạn nào tự tin có đôi chân đẹp và thon thả, đây là một cách hoàn hảo để các bạn có thể phối đồ một cách rất là tinh nghịch. Và cách số 4 đó là trên ôm, dưới rộng. Với những bạn có bờ vai thon thả và một cái eo xinh xinh, không có cách nào phối đồ tốt hơn là cách này để khoe vẻ đẹp của cơ thể, hình thể bạn. Các bạn nhớ nhé, đừng phối đồ theo tỷ lệ ngang bằng, cho dù đó là về chiều dọc hay là chiều ngang, bởi vì như vậy sẽ rất là nhàm chán. Chúng ta sẽ rất dễ bị lẫn vào đám đông. Chỉ với 4 bí quyết kinh điển thôi, các bạn có thể tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ và tích cực và biến hóa khôn lường. Sophie chúc các bạn thành công!